Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Ukraine rút khỏi ba ngôi làng ở tiền tuyến ác liệt nhất nước, thừa nhận bước tiến của Nga. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ tờ Kiev Independent. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết quân đội nước này đã rút lui về phía Tây khỏi các làng Berdychi, Shaminivka và Novomikhailivka ở tỉnh Donetsk thuộc miền Đông. Theo báo trên, các ngôi làng này nằm trong cộng đồng Pokrov ở phía Tây tỉnh Donetsk của tỉnh Ukraine, nơi vẫn đang là một trong những khu vực ác liệt nhất ở tiền tuyến khi Nga tiếp tục tấn công. Nhóm Khotysia thuộc lực lượng mặt đất Ukraine hôm 27 tháng 4 báo cáo rằng lực lượng Nga đã đột nhập và thiết lập được chỗ dừng chân tại một phần của Ocheretin, một ngôi làng tiền tuyến cách Berdychi và Shemenivka gần 10 km. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine mô tả tình hình ở khu vực Pokrov và Kurakhove là khó khăn nhất hiện nay. Theo tướng Syrsky, Nga đang tiến hành điều động 4 lữ đoàn từ 8.000 đến 32.000 quân để tham gia các hoạt động tấn công trên hướng các thành phố Pokrov và Kurakhove ở phía tây Avdiivka, nơi đã bị lực lượng Nga đánh chiếm hồi tháng 2, 2024. Trong một tuyên bố chia sẻ trên Facebook và Telegram, tướng Syrsky cho biết nhìn chung các lực lượng Nga đã thành công về mặt chiến thuật theo các hướng nêu trên, nhưng không đạt được lợi thế về mặt chiến dịch và tình hình đang thay đổi theo kiểu biến động liên tục. Tướng Syrsky nhấn mạnh quân Nga đang tấn công trên toàn bộ chiến tuyến theo hướng các khu vực định cư Kupian và Liman ở tỉnh Kharkiv, cũng như tại các khu vực Sivet, Sovian và Kharmatov ở tỉnh Donetsk. Tướng Syrsky cho biết thêm tình hình ở miền Nam vẫn còn ác liệt khi Nga cố gắng tiến gần làng Krynki ở tỉnh Kherson, các làng Ropotine và Verbove ở tỉnh Zaporizhia và Staromariyoki ở tỉnh Donetsk. Trong một diễn biến liên quan, tờ Politico ngày 26 tháng 4 trích dẫn các nguồn tin giấu tên tiết lộ hồi tháng 12-2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson rằng nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, Kiev chỉ có thể chống đỡ các cuộc tấn công của Nga cho đến tháng 3 hoặc tháng 4-2024. Lầu Năm Góc cũng đã công bố gói viện trợ 1 tỷ USD cho Ukraine lấy vũ khí trực tiếp từ kho của quân đội Mỹ, giúp chuyển giao vũ khí nhanh hơn so với chương trình USAI. Gói viện trợ này bao gồm các tên lửa chống máy bay RIM-7, AIM-9M, Stinger, đạn pháo và nhiều loại phương tiện chiến đấu khác. Tiếp đó, vào ngày 26 tháng 4, tại cuộc họp nhân kỷ niệm 2 năm thành lập Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, tập hợp các nước tham gia đóng góp viện trợ cho Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã công bố gói viện trợ vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD. Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Mỹ, gói viện trợ mới này gồm tên lửa cho hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, hệ thống phòng không NASAMS và các hệ thống rocket dẫn đường bằng laser, đạn cho hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS và các loạt pháo 155mm và 152mm, các loại thiết bị bay không người lái UAV, Switchblade và Puma, cùng nhiều vũ khí và trang thiết bị khác. Nga tuyên bố Ukraine mất hơn 8.000 binh sĩ trong một tuần. Trong một loạt bài đăng trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổn thất về quân nhân của Ukraine đã vượt quá 8.000 người trong tuần qua. Trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công vào khu vực Donbass của nước này, quân đội Nga đã chiếm giữ hai khu định cư từ lực lượng Ukraine và đã giành được quyền kiểm soát trên toàn khu vực. Các tuyên bố cũng nói rằng lực lượng của Moscow đã giành quyền kiểm soát các ngôi làng Novomikhailova ở miền trung Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Bogdanovka gần thị trấn chiến lược quan trọng Chasovya ở phía bắc Donetsk. Khoảng 20 cuộc tấn công của Ukraine trong khu vực cũng bị đẩy lùi, theo thông tin từ báo tin tức. Giao tranh dữ dội cũng nổ ra tại khu vực Avdiivka của Donetsk, nơi các lực lượng Nga đang tiến về phía các làng Ocheretino, Netailovo. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này cũng đã đẩy lùi 63 cuộc tấn công của Ukraine trong khu vực
và Ukraine đã mất tổng cộng 8.280 binh sĩ trong 7 ngày qua, chủ yếu là trong cuộc giao tranh ở Donbass. Ngoài ra, phía Ukraine cũng mất khoảng chục xe tăng và vài chục xe chiến đấu bọc thép cùng hàng trăm thiết bị quân sự khác. Theo Nga, danh sách này bao gồm ít nhất một pháo tự hành 155mm Paladin do Mỹ sản xuất, cũng như gần 30 hệ thống pháo do phương Tây cung cấp. Lực lượng Nga cũng phá hủy 8 bệ phóng tên lửa đa nòng của Ukraine, bao gồm hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất và hệ thống RM-70 Vampire do Séc cung cấp. Phía Nga nói thêm, lực lượng không quân và hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ máy bay chiến đấu MiG-29 và máy bay hỗ trợ tầm gần Su-25 của Ukraine, cùng với hơn 1.600 thiết bay không người lái. Nga-Ukraine dồn lực tấn công các công trình hạ tầng kỹ thuật của nhau. Ngày 28 tháng 4, quân đội Ukraine cho biết, Nga đã tấn công Ukraine bằng một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn. Theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Roman Kalashenko, các cơ sở ở vùng Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk và Lviv đã bị tấn công thiệt hại nặng. Nhà điều hành điện Dtech cho biết, thiết bị tại 4 nhà máy nhiệt điện đã hư hỏng nghiêm trọng sau các cuộc tấn công của Nga. Trong những tháng gần đây, Moscow tiến hành một cuộc tấn công quan trọng nhất vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, làm đình trệ một phần đáng kể hoạt động sản xuất và gây ra tình trạng mất điện. Bộ Quốc phòng Nga hôm 28 tháng 4 cho biết, lực lượng của họ đã thực hiện 35 cuộc tấn công trong tuần trước, nhằm vào các cơ sở năng lượng, nhà máy quốc phòng, đường sắt, hệ thống phòng không và kho đạn dược của Ukraine. Kiev cho biết, Moscow đang gia tăng các cuộc tấn công trước lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít vào ngày 9 tháng 5. Trong khi đó, theo Reuters, Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu Yuzhny và Slavyansk ở vùng Krasnodar của Nga bằng máy bay không người lái, gây ra hỏa hoạn tại các cơ sở này. Nguồn tin giấu tên cho biết, cơ quan an ninh SBU đã tiến hành cuộc tấn công và cho biết thêm rằng các máy bay không người lái cũng nhắm mục tiêu vào sân bay quân sự Kerch trong cùng khu vực. Các quan chức Kiev cho biết họ coi các nhà máy lọc dầu của Nga là mục tiêu hợp pháp, bất chấp lời kêu gọi từ các đồng minh phương Tây ngừng tấn công để tránh khả năng Nga trả đũa và giá dầu toàn cầu tăng cao. Chính quyền địa phương ở Nga cho biết nhà máy lọc dầu ở vùng Krasnodar đã đình chỉ hoạt động sau vụ tấn công. Một quốc gia thuộc NATO từ chối cung cấp Patriot cho Ukraine. Theo thông tin từ báo tin tức, một quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã thẳng thừng từ chối bàn giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine kèm theo lý do rõ ràng. Cụ thể, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Efemerida khẳng định rằng Athens sẽ không cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot hoặc S-300 cho Ukraine. Thủ tướng Mitsotakis nêu rõ, Hy Lạp đã hỗ trợ Ukraine theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả các biện pháp phòng thủ. Tuy nhiên, ngay từ đầu, chúng tôi đã tuyên bố rằng Hy Lạp không thể cung cấp các hệ thống phòng không quan trọng đối với khả năng trăng đè của quốc gia. Athens đã cung cấp cho Kiev hàng nghìn tên lửa, chất nổ, xe bộ binh, bom, đạn dược và tên lửa chống tăng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine tháng 2 năm 2022. Truyền thông Hy Lạp vào tháng 3 đưa tin rằng có thể Athens đang xem xét chuyển cho Ukraine hệ thống phòng không S-300 do Nga sản xuất nếu nước này có thể mua được MIM-104 Patriot Mỹ sản xuất. Bên cạnh đó, truyền thông địa phương đồn đoán rằng một thỏa thuận trao đổi với Mỹ để thay thế hệ thống Patriot tại Athens hoặc hệ thống S-300 trên đảo Crete cũng có khả năng xảy ra. Nhưng Thủ tướng Mitsotakis dường như đã làm sáng tỏ các thông tin này trong cuộc phỏng vấn hôm 25 tháng 4. Ông nhấn mạnh, các hệ thống phòng không mà bạn đề cập rất quan trọng để bảo vệ không phận của Hy Lạp và sẽ không được cung cấp cho Ukraine. Hy Lạp từ lâu đã có mâu thuẫn với Thổ Nhĩ Kỳ khi hai nước láng giềng tiến đến xung đột quân sự vào năm 1987 và năm 1996. Cả hai nước cũng lên tiếng cáo buộc phía bên kia vi phạm không phận trong những năm gần đây. Trong khi đó, Ukraine đang cần lực lượng phòng không để giúp chống lại các cuộc tấn công của Nga. Đầu tháng này, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba nói với tờ Washington Post Mỹ rằng nhóm của ông đã xác định được hơn 100 hệ thống phòng không Patriot mà họ tin rằng các đồng minh có thể không cần đến. Ông Kuleba tiết lộ đã xác định được 4 quốc gia châu Âu và châu Á sở hữu hệ thống Patriot có thể được gửi ngay tới Ukraine. Tuy nhiên, ông không nêu tên cụ thể các quốc gia. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tháng này cho biết
Ukraine cần 25 hệ thống Patriot có từ 6 đến 8 khẩu để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ. Ukraine hiện có từ 3 đến 5 hệ thống Patriot với số lượng và địa điểm triển khai chính xác được giữ bí mật. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.